Đã. Phía trên này thì còn một vài ghế trống, mời các anh chị phía sau lên. Thì theo chỉ đạo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thì xin phép cung cấp cho các anh chị một số thông tin chính liên quan tới vấn đề con corona mới. Thì cái phạm vi thông tin ngày hôm nay là thông tin dành cho y tế. Có một số phóng viên thì cũng đến ghi nhận thông tin. Tuy nhiên thì tôi đề nghị là các phóng viên khi ghi nhận thông tin thì cần kiểm chứng lại, tức là nếu không hiểu vấn đề gì thì làm ơn liên hệ với lại chúng tôi để chúng tôi giải thích cho rõ rồi hãy đăng báo. Tại vì đây là thông tin dành cho y tế. Dạ. Có thể có những cái thông tin mà những đối với y tế thì hiểu nhưng mà người ngoài nghe tưởng không hiểu rồi lại dịch sai. Dạ, là tôi phải khẳng định trước điều đó với lại các phóng viên báo đài ạ. Dạ, rất hoan nghênh các phóng viên đưa tin cho cái buổi tập huấn, nhưng nếu liên quan tới chuyên môn mà các anh chị nghe lẩm bẩm ở đây rồi các anh chị cắt đoạn các anh chị đăng báo thì xin vui lòng liên hệ trước với bệnh viện, tại nếu không thì nó lại làm cho thông tin nhiễu và làm cho nó dẫn tới những cái sự hoang mang. Thì Bộ Y tế mình thì hiện giờ chưa dùng từ là viêm phổi cấp do chủng mới corona, một số lúc thì dùng từ là viêm đường hô hấp cấp. Thế giới thì nói chung là người ta hiện nay thì tại vì cũng chưa biết hẳn là ngoài cái viêm phổi nó còn bị cái gì khác hay không, thành ra do đó trên thế giới thì người ta gọi là nhiễm trùng, nhiễm khuẩn do con corona mới 2019. Và cái con này thì hiện nay chưa có tên chính thức một cách chính thức, thành ra do đó người ta gọi nó là 2019 nCoV, N viết tắt của chữ novel là mới. Thì thực ra cái chữ N novel novel corona này thực ra thì cũng đã trước đây đối với con MERS-CoV lúc ban đầu ra họ cũng đặt tên y vậy, nhưng mà sau đó họ đổi tên lại. Thì có thể trong thời gian tới các anh chị sẽ cái tên con này nó sẽ thay đổi, nhưng mà trước mắt thì thống nhất trên thế giới người ta đang sử dụng từ đó, thành ra mình cũng dùng theo, tức là nCoV 2019 hay gọi tắt là nCoV. Thì xin phép tóm tắt một số thông tin trước khi chúng ta đi vào cái phần tập huấn. Tại đây là mình cũng nên nắm một số thông tin, thì tôi xin cung cấp cho các anh chị một số thông tin cơ bản thôi. Thì thứ nhất là theo trang web của y tế thế giới cho tới ngày hôm qua 4 tháng 2 thì toàn cầu có 20.630 ca đã xác định, và trong đó thì trong ngày hôm qua thôi thì đã có 3.241 ca mới. Ở Trung Quốc thì hiện nay là đã lên tới 20.000, và ngày hôm qua có 3.235 ca mới luôn. Và trong đó thì ca nặng hiện nay tổng cộng ở Trung Quốc là 2.788 ca nặng và 492 ca mới. Và tổng số chết ở Trung Quốc hiện nay là 425 ca. Trong đó thì ngày hôm qua thôi là có 64 ca chết mới. Các anh chị thấy nguyên con số rất là kinh khủng, cập nhật theo từng ngày. Mỗi ngày ở Trung Quốc hiện nay tăng khoảng vài ngàn ca và chết cũng khoảng vài chục ca. Yeah. Còn bên ngoài Trung Quốc thì hiện nay có 159 ca được xác định, chỉ có 6 ca mới và bao gồm là ở 23 nước rồi. Và trong đó thì bên ngoài Trung Quốc thì hiện giờ chỉ có 1 ca tử vong. Thì đây là cái bản đồ phân bố của con nhiễm nCoV. Những cái điểm chấm này thì càng to thì mật độ nó càng lớn, ví dụ như chấm nhỏ nhất là từ 1 tới 2 ca, rồi từ 3 tới 10. Việt Nam mình thì đang nằm ở trong cái chấm này, rồi từ 11 tới 100 và vân vân. Thì các anh chị thấy là rải rác khắp nơi. Thì thực ra tôi thích cái bản đồ này hơn là cái bản đồ mà tô màu đỏ. Nó gia tăng khoảng từ 19-20% số ca ngày hôm sau tăng theo cấp số nhân, và cái số tử vong nó cũng tăng nhanh. Về mặt dịch tễ mà bên ngoài Trung Quốc thì thống kê cho tới ngày 3 tháng 2, ngày 4 tháng 2 thống kê tới ngày 4 tháng 2 ngày hôm qua, thì các anh chị thấy đây là những cái ca mà liên quan tới tiền sử tiếp xúc. Thì tiếp xúc đây là những cái ca mà tiếp xúc với lại Hồ Bắc. Hầu như là tất cả những ca bên ngoài Trung Quốc đều có liên quan tới yếu tố là từ Hồ Bắc đến. Những nơi khác hầu như cũng có, ví dụ như là những cái vị trí khác, đây là màu xanh nè, thì có vài ca là không phát hiện ra, hoặc là màu xanh lá cây là truyền tại chỗ. Ví dụ như Việt Nam mình cũng có 2 ca, trong đó có 1 ca ở ngoài Khánh Hòa đó là nhiễm tại chỗ thì rất là ít. Đa phần tất cả những ca ngoại lai hiện nay ngoài lục địa Trung Quốc đều là xuất phát từ Hồ Bắc. Thì chúng ta nhìn cái biểu đồ này thì chúng ta hiểu tại sao mà ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ có cái công điện là đề nghị là hiện nay ngành y tế trên cả nước sẽ tập trung cách ly tất cả những người từ Hồ Bắc về Việt Nam xem như là ca bệnh, mặc dù có thể là họ chưa có triệu chứng. Thì dĩ nhiên là cái chuyện cách ly trong giai đoạn chưa có ca bệnh mình làm gì tiếp thì đó là một vấn đề rất là khó, tức là mình theo dõi để mình ngăn chặn không cho lây lan sang cộng đồng xung quanh.
cập nhật các anh chị chút xíu về thông tin về viêm phổi. Thì đây là một vài cái thông tin đã được công bố mới đây trên tạp chí Lancet do nhóm các bác sĩ của Trung Quốc tổng hợp trên 99 bệnh nhân bị viêm phổi do nCoV. Thì có những cái điểm mà chúng ta có thể tham khảo để chúng ta biết. Dĩ nhiên là cái thông tin này nó là từ trong bệnh viện. Thì trung bình tuổi của những bệnh nhân mà có viêm phổi trong bệnh viện thì là 55,5 tuổi. Và cái độ tuổi thay đổi từ 21 tới 82. Rất lý thú là thưa các anh chị là trong các bài báo công bố cho tới hiện nay thì trẻ em hầu như là không thấy nói tới. Tức là không bệnh. Bên Việt Nam mình thì đang ráo riết, mấy anh bên Di Đồng thì đang ráo riết tìm thử coi có ca nào hay không. Nhưng mà cho tới hiện nay thì cũng chưa có ca nào dương tính. Thì trong đó độ tuổi cao, các anh chị thấy phân bố này, dưới 39 là 10%, từ 40 tới 49 là 22%, 50-59 là 30%, rồi 60-69, 22%. Nói chung là cái độ tuổi từ 50 trở lên thì nó chiếm rất là cao. Độ tuổi từ 50 trở lên là nó chiếm là 30 cộng 22 là 52, 67 là 67%. Trong cái nhóm bệnh nhân này ở tại Trung Quốc mô tả tại Vũ Hán thì nam chiếm 68%, nữ là 32%, nam nhiều hơn nữ. Dường như cái con virus này nó thích nam và nó thích người già ha. Bệnh nền là một trong những yếu tố khác mà bên Trung Quốc người ta mô tả là có tới 51% là bệnh nhân là có bệnh nền ha. Bệnh nền thì có nhiều loại bệnh khác nhau. Và những bệnh nhân nhập viện tại Vũ Hán thì 23% nằm trong ICU. Còn các triệu chứng thì các anh chị thấy đây, có khoảng 83% có sốt, ho 82%, khó thở khoảng 31%. Ngoài ra thì có những dấu hiệu khác như là đau cơ, nhức đầu vân vân. Nó giống như mấy triệu chứng cảm cúm khác. Biến chứng thì có như gì? Biến chứng thì có khoảng 33% là có biến chứng. Trong đó hội chứng ADS là 17%. Ngoài ra có những biến chứng khác, có thể có suy thận cấp, rồi sốc nhiễm trùng vân vân. Tổn thương phổi thì tổn thương một bên là 25% và 75% là có tổn thương hai bên ở trên phổi. Và vấn đề điều trị thì 76% là điều trị bằng oxy. Ngoài ra thì thở máy rồi có ECMO, họ làm 3 ca ECMO rồi họ dùng những phương pháp khác. Và cái trong cái nhóm 99 ca mà mô tả này của các bác sĩ ở Vũ Hán thì đã có 11 ca, 11% tử vong. Như vậy thì coi như là cái tỷ lệ tử vong trong bệnh viện do nhóm viêm phổi nặng thì nó theo như cái báo cáo này thì nó khoảng 11%. Tuy nhiên nếu các anh chị lấy cái tỷ lệ mà gọi là tỷ lệ tử vong toàn bộ trên tổng số mắc bệnh cho tới hiện nay thì hồi nãy mình thấy là khoảng 400 mấy trên 20 mấy ngàn, tức là nó khoảng chừng vẫn là quanh quẩn khoảng 2%. Nếu mà tử vong toàn bộ của cái bệnh này thì nó khoảng 2%, nhưng mà đối với lại cái nhóm bệnh nặng đã nhập viện viêm phổi vân vân thì tỷ lệ tử vong nó là khoảng 11%. Tất cả con số này là con số tham khảo các anh chị ha. Nó chỉ là hiện giờ nó chỉ là cái công bố nhanh nhất của cái nhóm ở Vũ Hán, còn những thông tin khác chúng ta sẽ cập nhật sau. Về công thức máu có giúp được gì cho mình hay không thì chúng ta cũng nhớ là trong những dịch trước như là H5N1 chẳng hạn, một trong những cái xét nghiệm mà giúp mình sàng lọc rất nhanh đó là mình làm cái bạch cầu. Nếu bạch cầu máu giảm thì mình hướng nhiều tới virus. Thì coronavirus nó có giúp mình được như vậy hay không thì bạch cầu máu giảm thực ra nó lại không có đặc biệt lắm. Các anh chị thấy đây, cái giá trị bình thường là từ 3.5-9.5, thì cái nhóm của cái nghiên cứu này 99 bệnh nhân này là nó là khoảng 7.500, 24% tăng, 9% giảm. Neutro tăng là 38%, lympho giảm là 35%. Như vậy thì rõ ràng là trong cái nhóm bệnh nhân này nó lại không có giống với là những cái nhiễm siêu vi trước đây của H5N1, H7N9. Thật ra do đó có vẻ cho tới hiện nay theo cái thông tin này thì công thức máu lại hơi khó giúp cho mình chẩn đoán. Đối với các anh chị mình rất là khó, mình khó phân biệt. Và đặc biệt là hai ca theo dõi hiện nay, một ca bên bệnh viện Chợ Rẫy công bố và một ca tại bệnh viện Nhiệt Đới thì bạch cầu máu nó lại hơi cao chứ nó lại không thấp, khoảng 10 mấy ngàn, 11-12 ngàn. Những cái giá trị khác thì các anh chị thấy nó cũng có, nói chung nó không có giúp gì mình, nó thay đổi cũng không đáng kể. Procalcitonin dấu ấn để loại trừ cái nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng thì có 6% tăng thôi, đa phần nó không tăng ha. Rồi CRP thì 86% tăng, vì CRP nó lại có tăng trong cái nhóm này. Đây là một số cái thông tin mình tham khảo ban đầu. Xin nói lại, đây là những thông tin tham khảo ban đầu do các đồng nghiệp Vũ Hán điều trị bệnh nhân công bố trên tạp chí Lancet, thành ra chúng ta tham khảo.
Còn như thế nào thì như là phó giáo sư Thượng đã có hướng dẫn là chúng ta phải cập nhật thường xuyên. Có thể sắp tới nó sẽ thay đổi cái bệnh cảnh lâm sàng hoặc là thay đổi thêm những thông tin mới. À, về hình ảnh viêm phổi thì nói chung nó cũng giống như viêm viêm phổi do những con virus gọi là viêm gây viêm phổi trước đây. À, đây là một cái ca mà viêm phổi Trung Quốc mà bệnh nặng và cuối cùng ngày thứ 8 thì phổi nó như thế này, tới ngày thứ 11 thì như thế này và cuối cùng thì bệnh nhân này tử vong. À, về đặc điểm dân số học ở Vũ Hán thì một lần nữa chúng ta nhìn lại các anh chị thấy nè, người ta chia làm 3 giai đoạn luôn, giai đoạn từ 1 tháng trước 1 tháng Giêng tức là 47 ca, giai đoạn từ 1 tháng Giêng tới 11 tháng Giêng là 248 ca và từ 12 tới 22 là 130 ca. Thì tuổi nó quanh quẩn trung bình luôn luôn là 56, 60, 61. Nó dao động từ 26 tới 82, 15 tới 89 tuổi. Không thấy nhỏ hơn. Cho tới hiện giờ mình không thấy con nít. À, ra dưới 15 tuổi hầu như không không có ca nào. Đây từ 15 tới 44 là khoảng 16 cho tới 26%. Từ 45 tới 64 tuổi là hơn phân nửa ha, 51%, 43, 4, 38 trên 65 tuổi. Rồi. Rồi. Nam, tỷ lệ nam trên nữ thì thực ra thì giai đoạn đầu thì 66% nam, tới giai đoạn giữa giữa thì 59, hiện nay thì 48 thì chắc cũng 50-50. À, tiền sử tiếp xúc thì tại vì ở Vũ Hán thành ra người ta tìm hiểu thử cái nguyên nhân nhiễm bệnh như thế nào thì ban đầu thì theo thông tin thì là những người này là có tiền sử tiếp xúc với lại cái khu chợ bán hải sản. À, thì giai đoạn đầu thì thấy là có khá nhiều người tiếp xúc nhưng mà giai đoạn sau càng lúc càng ít đi. Và thực ra thì giai đoạn sau thì chúng ta cũng biết rồi, nó là lây đã lây từ người này qua người khác rồi. À, nhân viên y tế thì như thế nào? Thì giai đoạn đầu không có ca nào trên 47 nhân viên y tế tiếp xúc. À, giai đoạn kế thì có khoảng 7 người nhân viên y tế và giai đoạn sau tới 22 tháng Giêng thì là 8 trên 122 tức là khoảng 7% nhân viên y tế bị nhiễm. Nói chung nhân viên y tế nhiễm cũng không có so với lại bệnh sạc trước đây thì có lẽ cái tỷ lệ nhiễm của nhân viên y tế cũng không có cao lắm. Tuy nhiên có nhiễm nha anh chị ha. Tức là mình phải cẩn thận. Rồi thì nói chút xíu về tác nhân gây bệnh. Cái con này là con corona, tại sao? Tại vì hình ảnh của nó giống như cái vương miện, nó có một cái quần ra ngoài giống như một cái vương miện, thành ra nó là corona, corona là cái vương miện của nữ hoàng. Thì thực ra coronavirus là một trong số các virus gây bệnh cảm lạnh cho người. Cái con corona nói chung thì nó đã gây bệnh cho người, nó đã phát hiện lần đầu tiên từ năm từ những năm thập niên 60. Và nó có 7 dòng corona có thể gây bệnh cho người. Trong đó thì cái nhóm mà coronavirus gây bệnh cho người mà thường vẫn lưu hành xung quanh đây và trong mùa lạnh các anh chị mình vẫn ho là do nhiễm corona là những con như là alpha corona nè, 2299E, NL63, OC43 hay là HKU1 beta. Đây là những cái con mà corona vẫn thường lưu hành xung quanh chúng ta và nó đã có lâu rồi và lâu lâu các anh chị mỗi lần bị cảm cúm ho gọi là cảm ngoài cái cúm ra mà các anh chị gọi là cảm lạnh mà bị ho đó, nhiễm SUBI á, nhiễm SUBI hấp thì có những con này gây bệnh cho mình. À, ngoài ra thì hiện nay thì có ba con corona xuất phát từ động vật nhưng mà nó bắt đầu nó lây sang người. Thì cái con đầu tiên, hai con đầu tiên chúng ta biết rồi, đó là con SARS-CoV và con MERS-CoV. Con SARS-CoV là cái con mà gây cái hội chứng hô hấp cấp nặng vào năm 2003 và gây tổn thương khá nhiều, trong đó có nhân viên y tế Việt Nam của mình. Cái con thứ hai là cái con gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông là MERS-CoV. Thì hiện nay nó vẫn còn tiếp tục ở vùng Địa Trung Hải và ở vùng Trung Đông, và thỉnh thoảng thì chúng ta đi người ta khuyến cáo là nếu chúng ta đi đi Dubai mà cởi lạc đà mà nếu bị uống sữa sữa sống của lạc đà thì có nguy cơ nếu con lạc đà đó bị bệnh thì chúng ta có thể bị nhiễm cái con MERS-CoV này. Thì đó là hai con trước đây đã biết rồi và hiện nay thì cái con mới là con 2019 nCoV. Thì corona là một, thì đây là cái lưu đồ của cây phá hệ của cái dòng họ corona nó rất là nhiều. Thì cái con nCoV này nó ở đâu? Thì các đồng nghiệp Trung Quốc trong quá trình điều trị thì trong phòng thí nghiệm họ cũng đã kịp thời họ giải mã trình tự cái con corona đang gây bệnh hiện nay và họ đã công bố trên tạp chí New England. Thì cái nhóm con nCoV mới nó nằm đây, nó nằm chính giữa, nó hoàn toàn mới và nằm chính giữa những cái chung với lại những cái dòng họ khác, ví dụ như là SARS-CoV nằm đây nè,
MERS-CoV nằm đây. Và cái con new này á, nó nằm cạnh những cái con corona gây bệnh cho người, ví dụ như là beta corona HKU nè các anh chị, đây là cái con mà hay gây bệnh cho người, nhiễm siêu vi nhẹ. Thì nếu nói về mặt phá hại của nó thì nó là một cái nhánh mới, nhưng mà nó cũng nằm chung lẫn lộn giữa các con giống giống cấu trúc giống giống như là sạc hoặc là MERS trước đây. Và những điều đã biết thì corona hiện nay thì chưa có thuốc đặc trị. Các anh chị có thể đọc những tài liệu mới nhất gần đây, người ta đang nghiên cứu, Thái Lan đang nghiên cứu, rồi một số nước đang nghiên cứu thử, có một số ý tưởng là sử dụng thử cái nhóm thuốc ARV điều trị HIV, ví dụ như là ritonavir chẳng hạn. Tuy nhiên thì tất cả những cái thông tin đó đều đang ở giai đoạn vẫn còn là gọi là nghiên cứu và chưa có bằng chứng chứng minh là có hiệu quả hay không. Thì cái này thì các nhà lâm sàng sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều trị, nhưng mà về mặt chính thống cho tới hiện nay chúng ta nói corona chưa có thuốc đặc trị. Chẩn đoán nó bằng cách nào? Thì corona phát hiện bằng kỹ thuật PCR hoặc là kỹ thuật giải mã trình tự gen thế hệ mới, tức là có cái máy Next Generation Sequencing á, thì chúng ta sẽ giải mã nó. Thì đây là hai cách mà phát hiện ra con corona. Thì cái quy trình để chẩn đoán nCoV thì cách đây hơn một tuần thì Y tế Thế giới và CDC mới công bố quy trình đó. Thì sau khi Y tế Thế giới và CDC công bố thì các phòng thí nghiệm trên thế giới, trong đó ở Việt Nam mình thì có ở Viện Pasteur, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, rồi ngay tại labo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, thì với sự hỗ trợ của các chuyên gia Đại học Oxford thì cũng đã xây dựng và sử dụng cái quy trình theo hướng dẫn của CDC để chẩn đoán. Thì các anh chị cũng biết là kỹ thuật PCR thì sẽ làm trong vòng từ nhanh nhất thì cũng khoảng 5 tới 6 tiếng đồng hồ. Đó là tính từ thời gian mình bỏ mẫu vô máy và cho ra kết quả. Còn cái thời gian vận chuyển mẫu trước đó, nhiều khi các anh chị mất gần 2 tiếng đồng hồ để mà trang bị bảo hộ cá nhân để lấy được cái mẫu đem ra, rồi đóng gói chuyển đi chẳng hạn. Cái thời gian chuyển mẫu đó có khi còn lâu hơn cái thời gian mà làm xét nghiệm. Thì cách lây của nó thì như thế nào? Thì cho tới hiện nay thì dựa vào những cái thông tin ban đầu ở Trung Quốc, những ca bệnh hiện có, và dựa vào cấu trúc di truyền, tức là nó cùng họ với lại corona, với lại những cái trận dịch trước đây, thì người ta cho rằng cái lây truyền của nó hiện nay vẫn là từ người sang người qua đường giọt bắn và đường tiếp xúc. Giọt bắn tức là bệnh nhân mang virus trong họng, trong đường hô hấp, ho bay ra, thì khi đó cái giọt bắn đó nếu nó đi vô đường hô hấp của mình thì mình sẽ bị nhiễm bệnh. Tiếp xúc là khi giọt bắn nó bay ra khỏi người bệnh, nó đáp xuống trên bàn, trên đâu đó, hoặc là trên tay người bệnh, rồi xong rồi mình chạm tay vào đó, rồi mình đưa tay trở lên đến miệng mình. Thật ra do đó hồi nãy Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng có nhắc các anh chị đó, nếu như chúng ta mang khẩu trang thì chúng ta phải mang đúng cách. Một trong những mang đúng cách là các anh chị đừng có thọt tay lên đụng lại cái khẩu trang của mình. Tại vì bình thường nếu như mình không mang khẩu trang, cái mặt mình trơn láng như này, gió thổi thì thực ra virus nó bay luôn. Những giọt bắn á, nếu có nó bay luôn, nó không đi đâu hết. Còn các anh chị mang khẩu trang tức là nơi tập trung, đúng không? Các anh chị thở mà nó giống như cái màng lọc vậy á. Các anh chị để ý mấy cái màng lọc của cái quạt máy không? Khi quạt máy quạt nhiều lần thì các anh chị thấy cái màng lọc nó đầy bụi. Thì cái này cũng vậy thôi, khi các anh chị hít thở đều đặn thì cái màng lọc phía ngoài mình nó đầy bụi. Và như vậy là tăng, coi như là nếu có thì đây là cái chỗ đậm độ mà virus cao nhất. Và do đó nếu như các anh chị mang khẩu trang xong, các anh chị lại để tay chạm bên ngoài, rồi lát các anh chị lại đưa lên lỗ mũi, ngoáy lỗ mũi, thì thôi các anh chị đừng mang ha. Tại vì như vậy tức là các anh chị đã cô động, cô đặt nồng độ virus lên trên khẩu trang, xong rồi các anh chị đưa vô lỗ mũi mình. Cái thứ hai, như đã nói thì con virus nó tồn tại đâu? Nó tồn tại trong giọt bắn từ người bệnh bắn ra. Như vậy thì nếu như chúng ta giả định rằng trong phòng này không có người bệnh thì cái môi trường này nó chả có con virus nào. Do đó thành ra cũng đâu cần mang khẩu trang. Thì nói chung là đối với các anh chị không chuyên về nhiễm thì sẽ rất là sợ hãi mang. Ở đây thì chỉ có dân truyền nhiễm thực sự thì sẽ không mang. Thầy Bính ngồi đó là đâu có mang khẩu trang, thầy Bính vô nhiệt đới không cần mang khẩu trang là vậy. Còn các anh chị mà không, đây bác sĩ Nga nè, đây Hồng Nga là bên Trung tâm Y tế Dự phòng đi điều tra dịch bệnh, ngồi đây không cần mang khẩu trang. Các anh chị nhớ một điều ha, không phải là con virus này đấy, một con mũi mà nó bay lung tung bay chỗ nào cũng có. Mình phải mang để mình ngăn. Nó chỉ tồn tại trong không khí khi có bệnh nhân bắn ra, rồi sau khi nó lơ lửng thì nó sẽ đáp xuống. Và chút xíu nữa phần kiểm soát nhiễm khuẩn thì bác sĩ Mẫn sẽ giải thích sâu hơn với các anh chị về cái này. Con corona thực ra thì cái kích thước nó khá lớn, nó lớn hơn con H1, H3 của cúm. Thật ra do đó cái khả năng rớt xuống của nó còn mau hơn nữa. Tức là nó sẽ đáp xuống rất là nhanh và đáp xuống bề mặt. Và do đó thì các anh chị mình cẩn thận cái phần thứ hai. Mang khẩu trang là một, rửa tay mới là cái chuyện thứ hai. Tại vì
các anh chị đường tiếp xúc có quan trọng hơn. Và một trong cái thói quen là mình hay đưa lên mũi, đưa lên miệng này nọ, gãi mũi đó, cái đó mới là cái quan trọng hơn. Là mình mang khẩu trang mà không đúng thì cũng như không. Còn nếu mang khẩu trang rồi thì các anh chị nhớ mang cho tới khi nào mà các anh chị dục là lột từ bên này ra, cuộn lại một cái là quăng thùng rác luôn. Chứ các anh chị bóc, các anh chị bỏ vô túi, xong rồi đi chơi vòng, xong rồi lại đeo đó lên. Lát nữa ra ngoài uống nước thì các anh chị gỡ khẩu trang kéo xuống chút xíu uống rồi kéo lên. Tất cả đó đều vô nghĩa ha, mà nó tốn kém. Mà các anh chị đã vô tình, mình là ngành y tế nữa, mình đã vô tình tạo một cái hình ảnh cho tấm gương không có đúng cho bệnh nhân của mình, cho người dân. Và cuối cùng thì mình cũng vô tình làm tốn kém thêm khẩu trang. Ngoài cái chuyện lây qua đường này thì còn cái gì nữa không? Thì giống như mấy cái corona khác thì người ta đã thấy là nó có hiện diện trong phân. Thì cái ca mà ở Mỹ á, thì CDC Mỹ khi cách ly du nhập vô Mỹ, thì trên cái bài báo trên New England nó đăng cái ca đó, thì tới ngày thứ 10 thì họ lấy được cái dịch phách trực tràng và nó tồn tại, nó PCR cũng dương tính. Cái bệnh nhân chúng tôi dương tính ở đây, chúng tôi đã lấy mẫu bệnh phẩm liên tục trong mấy ngày vừa qua. Thì lấy mẫu bệnh phẩm đường hô hấp và lấy mẫu phách trực tràng, và kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy cũng dương tính. Như vậy thì các anh chị thấy là cái này không có gì mới cả. Cái chuyện mà tồn tại trong phân này là có nữa. Như vậy thì nó lây ngoài cái chuyện có, nhưng mà nó có lây qua đường phân miệng hay không thì chưa biết, cần nghiên cứu thêm. Nhưng nếu cái tay mình mà đi vệ sinh không rửa tay thì mình lại đưa lên mũi, thì coi như là mình lại đưa virus vào. Như vậy thì một lần nữa nhấn mạnh lại, cái chuyện là rửa tay quan trọng không kém so với chuyện mang khẩu trang. Nếu các anh chị rửa tay không đúng thì mang khẩu trang vô ích. Mà thậm chí các anh chị đang cô đặt virus lại để các anh chị đưa nó vô mũi mình bằng cái tay. Việc tồn tại thì như thế nào? Thì thực ra năm 2010 người ta đã có những cái nghiên cứu thực nghiệm những con corona. Dĩ nhiên là những con corona khác chứ không phải là con nCoV này. Nhưng mà nó là chung một họ corona, và về mặt cấu trúc di truyền thì nó giống nhau. Cấu trúc bề mặt nó cũng tương đối giống nhau, nó chỉ khác một vài cái đặc điểm. Thành ra người ta đã làm nhiều một cái nghiên cứu và người ta thấy rằng nó có thể tồn tại lâu trên các bề mặt ở nhiệt độ thấp, ở 7 độ C. Nhưng nó sẽ dễ bị phá hủy ở nhiệt độ 20 độ C. Và lên tới khoảng 40 độ C thì hầu như là khi nó bay ra ngoài là chừng chút xíu là nó bị tiêu hủy rồi. Như vậy thì cái này về mặt lý thuyết, nghiên cứu có, trong thực nghiệm có, công bố rồi. Về mặt thực tế thì các anh chị biết là cái trận sạc năm 2003 ở Hà Nội á, thì ban đầu nó lây rất là dữ dội trong bệnh viện, ở bệnh viện FV. Tại vì bệnh viện này là sử dụng hệ thống máy lạnh trung tâm và rất là lạnh. Thì sau khi mà đưa về bên bệnh viện Bạch Mai á, thì các đồng nghiệp về đó họ mở toàn cánh cửa ra và sử dụng khí trời. Thì do đó thì cái bài học kinh nghiệm thực tế của mình cộng với lại những cái công trình nghiên cứu về mặt sinh học, thì mình chú ý là đối với những cái bệnh hô hấp như thế này, càng thông thoáng càng tốt. Các anh chị đừng có xài máy lạnh, nên mở cửa lấy không khí trời. Nếu có lỡ mà xài máy lạnh thì đẩy máy lạnh lên khoảng 25-27 độ gì đó. Thì cái nguy cơ mà nó tồn tại lại của con virus này trong môi trường nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thì đó là một trong những cái điểm mà mình chú ý. Và do đó thì cái mình cũng hy vọng rằng ở cái Việt Nam mình là xứ nhiệt đới, thì đặc biệt là phía Nam thì nhiệt độ cao, thì có khả năng là cái khả năng tồn tại trong môi trường nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. So với lại cái môi trường mà xứ lạnh của Vũ Hán. Anh chị biết Vũ Hán hiện nay có 7 độ C. Nhắc tới sạc thì xin nhắc lại chút xíu để chúng ta không có chủ quan ha. Hiện nay thì tỷ lệ tử vong toàn bộ của con nCoV là khoảng 2%. Tỷ lệ tử vong cho cái nhóm bệnh nặng có viêm phổi nhập viện điều trị ở Vũ Hán là 11%. Nhưng mà chúng ta nhắc lại cái bệnh sạc trước đây do con sạc COVID gây ra. Thì con sạc COVID này là ca đầu tiên ghi nhận ngày 26 tháng 2 năm 2003 tại Hà Nội. Và sau đó vài tháng thì dịch lan rộng sang nhiều nước ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu. Và cho đến khi dịch khống chế hoàn toàn thì có 8.000 người mắc và 774 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong nó gần 10%, 9%. Tỷ lệ tử vong nó đáng ngại hơn so với lại cái tỷ lệ tử vong toàn bộ hiện nay. Tuy nhiên thì số ca nó thì lại chỉ có 8.000 rồi sau đó nó ngưng. Thì một trong những người mà sau này được coi như là được phong làm liệt sĩ trong ngành y tế đó là tiến sĩ Carlo Urbani. Ông là trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đóng tại Hà Nội ở thời điểm đó. Ông là người đầu tiên đi vào khi nghe có những ca bệnh lạ về đường hô hấp. Và sau đó thì ông nhiễm bệnh và ông đã hy sinh. Mình nhắc lại cái dịch sạc này để mình cảnh giác đối với lại cái dịch nCoV mới. Tuy nhiên thì chúng ta không chủ quan nhưng mà cũng không hoang mang. Thì để cập nhật tình hình
thường xuyên thì hiện giờ rất có rất nhiều cập nhật, và chúng ta là trong ngành y tế thì chúng ta cập nhật thông tin chính thống của Bộ Y tế. Thì trên trang web của báo Sức Khỏe Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, nó có cái trang gọi là Virus and COVID cập nhật mới nhất, các anh chị cập nhật vô. Ví dụ như là sáng nay thông tin có 10 trường hợp mắc tại Việt Nam, 3 người đã điều trị khỏi, 73 người tiếp xúc, vân vân. Rồi thế giới như thế nào thì đều cập nhật đầy đủ thông tin ở đây. Và chúng ta là nhân viên y tế thì rất mong các anh chị mình, chúng ta trong ngành chúng ta đều biết rồi, chúng ta làm việc rất là cực lực, rất là khổ sở, rất là cực khổ để mà đối phó với bệnh nhân. Và chúng ta cũng liên tục báo cáo, và hệ thống báo cáo chúng ta thì các cấp ghi nhận và báo cáo về Bộ Y tế, và Bộ Y tế sẽ công bố. Do đó thì các anh chị trong ngành y tế thì cũng mong là đừng có hoang mang. Người dân hoang mang, rồi nhiều khi nhân viên y tế mình cũng hoang mang luôn. Có những cái tin đồn, ví dụ như là cách đây mấy hôm thì có tin đồn là 30 mấy bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy, chỗ thầy Bính, là coi như là bị corona và chết hết trơn rồi, ví dụ vậy. Rồi mới đây nhất thì hôm qua thì có cái tin đồn là bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang cách ly điều trị bệnh nhân ở đâu đó, mà thực ra tất cả những thông tin đó, hồi nãy đây con cô phóng viên lại đi hỏi tôi với bác sĩ Thượng nữa, thì tất cả những thông tin đó là những thông tin trên mạng xã hội thì người dân người ta hoang mang. Tuy nhiên thì thông tin chính thống các anh chị có thể theo dõi từ những cái thông tin cập nhật này, và trang web của cổng thông tin điện tử của Sở Y tế cũng có thông tin, và ngay cả trang web của bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng có thông tin cập nhật về tình hình bệnh nhân mỗi ngày ở đây. Thành ra các anh chị mình là chuyên gia với nhau, mình tham khảo những thông tin chính thống để rồi mình có thông tin để mình điều trị cho phù hợp. Thì đó là những cái thông tin cập nhật đầu tiên liên quan tới còn corona này. Thì phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề kỹ thuật, tức là chúng ta làm gì với bệnh nhân này, chẩn đoán như thế nào, phân biệt như thế nào, cách ly như thế nào, làm gì tiếp. Và như tiến sĩ Thượng đã nhắc là coi như là những thông tin này là chúng ta cập nhật ban đầu các anh chị ha, tức là cứ 1-2 ngày nó sẽ có thể thay đổi. Quy định thì thay đổi còn nhanh hơn nữa, quy định cách ly như thế nào, đối tượng nào vân vân thì là thay đổi rất nhanh tại vì tình hình dịch bệnh. Còn kiến thức về bệnh tật cũng có thể thay đổi luôn, tại vì khi mà số lượng bệnh càng nhiều thì chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều cái thông tin mới hơn. Thì khi nào có thông tin mới hơn thì chúng tôi sẽ cập nhật các anh chị. Xin chúc buổi tập huấn tiếp theo sẽ thành công tốt đẹp, và xin trân trọng cảm ơn các anh chị ạ. Dạ. Bệnh viện mở thêm một cái đường, một cái phòng trực tuyến để cho các anh chị ngồi ở dưới cái phòng họp ở bên dưới. Thành ra do đó thì chắc xin phép trong vòng 5 phút mình chuẩn bị, thì 5 phút chắc mình sẽ giải đáp một số thông tin ban đầu, giải đáp thắc mắc trước. Thì mời các anh chị mà đứng phía dưới xuống, hướng dẫn xuống dưới đất để mà dưới cái phòng giao ban ở dưới đất để mà mình xem trên màn hình, để không có công đứng. Dạ. Yeah. Rồi trước mắt thì các anh chị có cần thông tin gì chung chung về cái này không, hay là mình đi vào liên quan tới chung chung vậy này, các anh chị có thắc mắc gì không? Tôi nghĩ chắc là rất nhiều thắc mắc, và thực ra thì rất nhiều thắc mắc chúng ta sẽ không có giải đáp, tại vì giải đáp không được. Hiện tại các anh chị có cần hỏi gì không ạ? Dạ mời ạ. Cảm cúm cảm lạnh là những cái từ hình như không phải từ của bác sĩ, từ là từ của dân gian. Dân gian thì cứ sốt, đau đau mình, nhảy mũi bụp bụp là chẩn đoán là hoặc là cảm cúm hoặc là cảm lạnh. Còn từ y khoa thì mình sẽ phân biệt rất rõ ràng. Cúm là cúm. Cúm tức là khi các anh chị bị nhiễm con virus influenza. Còn cảm lạnh, tiếng Anh nó gọi là common cold đó, tức là những cái trường hợp mà có sốt, ho rồi sổ mũi nhưng mà không phải do influenza mà nó do những con virus khác. Những con virus khác là con gì? Thì rất là nhiều con, trong đó có cả con corona gây bệnh cho người như nãy tôi đã trình bày. Ngoài ra thì có những cái con khác nữa, ví dụ như là mấy con virus ở trẻ em là có cái con RSV á, virus hô hấp bào á, nó cũng gây những cái trường hợp nhẹ như vậy. Thì nó nói chung thì là còn làm sao phân biệt được giữa cúm, mình dùng từ y khoa ha, giữa cúm và cảm lạnh. Thì thực ra trên lâm sàng không phân biệt được các anh chị. Cúm và cảm lạnh nó giống nhau, ebon nó không khác gì. Và do đó nó có một cái định nghĩa mà lâu nay trên lâm sàng mình vẫn dùng, đó là hội chứng giống cúm á, ILI á.
là để mình chẩn đoán tất cả những trường hợp như vậy là nó nằm trong cái hội chứng giống cúm. Nếu mình làm xét nghiệm PCR ra con influenza thì mình chẩn đoán nó thành cúm, nếu không thì là nó là nhiễm siêu vi hô hấp khác. Dạ. Và về mặt chuyên ngành thì cũng mong các anh chị mình đừng dùng từ là bệnh nhân bị cúm corona nha, không có cúm corona ha. Đây là nhiễm siêu vi hô hấp, nhiễm corona, nhiễm gọi là gì, nhiễm hội chứng viêm hô hấp do corona, hoặc là nhiễm corona nó ngắn gọn, nhưng mà đừng có dùng từ là cúm corona. Cúm corona là không đúng ha, cái này nó không phải là cúm, con này là con corona, còn con cúm là con influenza nó gây bệnh. Dạ. Còn điều trị thì tất cả đều giống nhau. Đó là lý do mà tại sao thực sự thì chỉ có y khoa và chỉ khi nào cần thống kê thì người ta mới phân biệt giữa cúm với lại cảm lạnh. Tại vì thực tế thì điều trị các anh chị biết rồi là đa phần bệnh cúm là bệnh tự khỏi, nó cũng y như là nhiễm siêu vi hô hấp do những con khác thôi. Mặc dù con cúm thì nó có thuốc điều trị đặc hiệu là Tamiflu, nhưng Tamiflu này chỉ để điều trị cho những trường hợp cúm nặng, viêm phổi nặng. Còn những trường hợp thông thường thì nó cũng tự khỏi giống như là những trường hợp nhiễm siêu vi hô hấp khác. Do đó thì trên thực tế lâm sàng thì mình cũng không cần phân biệt giữa cái này với nhau. Nhưng mà đối với corona nó sẽ làm khó mình, là tại vì mình sẽ không biết ông nào là cúm và ông nào là nhiễm corona, đúng không? Và bây giờ là cái khó nhất cho nhân viên y tế của mình, anh em mình ở đây, là bây giờ mùa này thì cũng là mùa cảm lạnh, thậm chí mùa này là mùa cúm nữa các anh chị. Hôm nay có khá nhiều trường hợp ho, sốt, có yếu tố dịch tễ cách đi vào đây, thì cuối cùng xét nghiệm PCR corona âm tính nhưng mà PCR H1 dương. Hôm nay là hình như có 2 hay 3 ca rồi, là H1 dương, tức là bệnh nhân bị cúm thật sự.